Kính chào quý vị và các bạn ngày nay thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chưa chính thức vào tứ trụ, Phạm Minh Chính đã vội ra uy. Phạm Minh Chính vốn là người kín tiếng trong suốt thời gian làm trưởng ban tổ chức Trung ương. Qua hội nghị 10 năm, có tin ông Phạm Minh Chính được ngồi vào ghế Thủ tướng, một vị trí chỉ đứng dưới đúng một ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Uy quyền bao trùm tất cả đất nước. Ngay sau đó, ông Phạm Minh Chính xuất hiện nhiều trên mặt báo và đã lên tiếng giáo huấn đạo đức đối với những ứng cử viên vào Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc hội của Cộng sản Việt Nam mang tiếng là đại diện cho nhân dân, nhưng thực chất là có trên 95% là đảng viên của Đảng Cộng sản. Họ là những quan chức trong bộ máy của Đảng, trong hành pháp và trong tư pháp. Họ thực sự không đại diện cho nhân dân mà chỉ đại diện cho Đảng Cộng sản mà thôi. Vậy nên, đạo đức của những người này như thế nào, Đảng nắm rõ. Và qua thực tế, rất nhiều năm qua, cán bộ lãnh đạo càng về sau càng biến chất. Theo thông lệ, ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ có tên trong danh sách đại biểu Quốc hội. Đó là quy luật xưa nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu so với vai trò Thủ tướng, thì khi họp Quốc hội, ông Phạm Minh Chính so với phần còn lại của Quốc hội, thì rõ ràng họ là những người có quyền lực kém ông ta, trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Vậy nên, mới khi có thông tin được chọn vào tứ trụ, ông Phạm Minh Chính đã lên tiếng về đạo đức đối với tiêu chuẩn chọn đại biểu Quốc hội. Từ lãnh tụ cho tới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đều có phong cách như vậy. Trên mặt báo chí tuyên truyền thì hầu hết các người có trong chân trong tứ trụ đều nói nhiều về đạo đức. Tuy nhiên, cá nhân người nói về đạo đức thật sự có đạo đức hay không lại là một câu hỏi rất lớn. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính thể hiện vai trò trước khi Đại hội 13 công bố chính thức. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2016, trong quá trình điều tra, bà cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga có dính líu đến một vụ lừa đảo lớn liên quan đến vụ án nhà đất. Đại diện của Bộ cho biết bà Nga khai nhận đã chi khoảng 1,5 triệu đô la, là tương đương hơn 30 tỷ đồng cho một doanh nghiệp để nhờ lo các thủ tục cho bà Nga ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13. Đấy là vụ mua quan bán chức hiếm hoi bị vạch tội. Tuy nhiên, trong Quốc hội có bao nhiêu người như bà Nga thì vẫn là một ẩn số rất lớn. Tất nhiên, nếu thực tế chỉ là một trường hợp duy nhất như bà Châu Thị Thu Nga, thì ông Phạm Minh Chính không nói về chạy chức chạy quyền làm gì. Vậy một khi ông Chính đã lên tiếng thì ắt hẳn phải có một mức độ nghiêm trọng nào đấy, chỉ có ông biết, đảng cũng biết, nhưng dân thì vẫn chưa thể biết hết. Và dường như thông tin cũng cho thấy ông Phạm Minh Chính đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức của ông Nguyễn Phú Trọng. Để xây dựng hình ảnh, ông Nguyễn Phú Trọng đã làm hai việc sau. Thứ nhất là chống tham nhũng, dù rằng đó là hình thức đấu đá nội bộ trá hình. Thứ nhì là lên báo dạy đạo đức, tuy rằng những thứ đạo đức mà ông Trọng trao giảng ấy chỉ có giá trị đánh bóng bản thân, chứ không có giá trị thực hành trong giới quan chức. Đó là hai cách xây dựng hình ảnh mà cho tới nay ông Trọng đã rất thành công, và việc ông phớt lờ điều lệ đảng để ngồi lại ghế tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3 mà vẫn có nhiều người ủng hộ và chứng minh sự thành công đó. Có thể nói, so với nhiều lãnh đạo đảng trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng khá thành công. Đó là tấm gương cho nhiều quan chức tứ trụ noi theo. Ông Phạm Minh Chính thì chưa có thành tích gì trong việc chống tham nhũng, vì ông Chính chưa bao giờ là người đứng đầu nhóm lợi ích như ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, khi đã vào tứ trụ thì ai cũng nuôi giấc mơ bước lên chiếc ghế quyền lực cao nhất, đó là ghế tổng bí thư. Có lẽ vì vậy mà ông Phạm Minh Chính đã có ý học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Nguyễn Phú Trọng hay chăng? Và có thể là như vậy. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Minh Chính cho biết, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nhân sự đại biểu Quốc hội bổ sung yêu cầu không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính chọn học tập và là thân tấu gương đạo đức của Nguyễn Phú Trọng. Kỳ hội nghị này, ông Phạm Minh Chính đã thể hiện vai trò vượt trội hơn nhiều nhân vật khác. Ông ta đang xây dựng hình ảnh trên truyền thông để lấy điểm trước công chúng. Thông thường, với vai trò trưởng ban tổ chức của Trung ương Đảng, rất im lặng, và suốt 5 năm qua, ông Chính cũng im lặng chứ không lên truyền thông và đưa ra những bài dạy đạo đức như hôm nay. Và điều đó cho thấy có lẽ ông Phạm Minh Chính đã vội vã thể hiện vai trò trước khi có thông báo chính thức trúng cử ở Đại hội đại biểu Quốc hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nhân sự Quốc hội khóa 15 diễn ra sau Đại hội Đảng, lẽ ra những người được trúng cử vào Đại hội 13 này mới lo về nhân sự Quốc hội khóa mới, bởi lẽ nếu thất cử thì họ không còn vai trò gì trong nhân sự đại hội. Ông Phạm Minh Chính
lên báo lần này cũng cho thấy ông đã quá vội vã thể hiện trước khi trúng cử. Nhưng vào đó người dân sẽ biết ông là người đã được chọn ở lại. Và trong hội nghị lần này, ông Phạm Minh Chính cho biết đối với tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa 15, ngoài các tiêu chuẩn chung đã được quy định trong luật tổ chức Quốc hội, hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương bổ sung yêu cầu không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra sự việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết, và những người vi phạm quy định số 126 vào ngày 28 tháng 2 năm 2018 về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có vấn đề chính trị chưa được kết luận. Ông Phạm Minh Chính nói rằng hướng dẫn cũng bổ sung cụ thể về yêu cầu kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức chạy quyền tham gia Quốc hội. Một phong cách không khác gì ông Nguyễn Phú Trọng đã làm trong suốt nhiều năm vừa qua. Ông Phạm Minh Chính cũng cho biết hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương cũng đưa ra quy định tiêu chuẩn điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Theo đó, ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có trình độ đại học trở lên. Đây là hình ảnh có tin cho rằng tại đại hội 13, ông Phạm Minh Chính sẽ ngồi vào ghế mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng ngồi, nhưng ông Chính lại học Nguyễn Phú Trọng. Thật ra, Đảng Cộng sản Việt Nam trụng bằng cấp nên quy định là trình độ đại học trở lên, chứ thực chất ở nhiều quốc gia tiến bộ, những dân biểu miễn sao là người dân tín nhiệm, chứ không phải là người có học thức quá cao. Tuy nhiên, điều kiện được dân tín nhiệm đối với chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không có ý nghĩa. Quan trọng phải là người của Đảng, và khoảng 90% hoặc người được Đảng tín nhiệm chiếm khoảng 5%. Những tiêu chuẩn như ông Phạm Minh Chính đã nêu ra không có gì mới cả. Nó được nói ra rất nhiều lần từ miệng ông Nguyễn Phú Trọng rồi. Tuy nhiên, ông Chính vẫn nói ra vì sắp tới đây ông phải biết cách đánh bóng tên tuổi của ông trước công chúng trong những vai trò mới. Điều này khá tương tự như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bây giờ. Ông Phạm Minh Chính là một trong hai nhân vật nổi bật trong tứ trụ khóa 13. Có thể nói ông Nguyễn Xuân Phúc đã giành được xuất sắc đặc biệt, nhưng mất ghế Thủ tướng đã rất lâu kể từ thời ông Đỗ Mười, người đứng đầu chính phủ, không còn tiến lên ghế Tổng Bí thư nữa. Từ như ông Phan Văn Khải đến ông Nguyễn Tấn Dũng rồi giờ đến ông Nguyễn Xuân Phúc, không ai nắm được chức Tổng Bí thư sau khi rời ghế Thủ tướng. Ghế Tổng Bí thư là bên Đảng, ghế Thủ tướng là bên chính phủ. Không biết liệu khi ông Phạm Minh Chính nắm được ghế Thủ tướng, ông có phá đi cái quy luật cũ này hay không? Công tác của một Thủ tướng là chính sách, là kinh tế, vân vân, chứ không phải lên để báo cáo phổ cập những bài học đạo đức như ông Trọng hay làm. Như vậy là việc làm của ông Phạm Minh Chính có phải là đã không đúng, hay ông muốn có vai trò như ông Nguyễn Phú Trọng trong tương lai, thì chỉ có tương lai mới có thể trả lời được điều đó. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang nổi lên như là nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc ông Phạm Minh Chính có muốn được như ông Trọng bây giờ thì đó là chuyện của 4 năm sau. Chỉ biết hiện nay 4 người đang thể hiện nhiều nhất trên báo chí nhà nước trong những ngày cận đại hội 13 này, nổi bật nhất là ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Phú Trọng. Và phải chăng đó là thông điệp mà báo chí muốn thông báo với toàn dân rằng đây sẽ là hai nhân vật quan trọng nhất trong tứ trụ trong nhiệm kỳ 13. Và tiếp tục những diễn biến cho thấy ông Phạm Minh Chính dường như đã muốn lấn sân trong lĩnh vực mà ông Nguyễn Phú Trọng phụ trách. Không biết giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính có phân công nhau về vấn đề bầu cử Quốc hội khóa 15 hay không. Có vẻ như hai người này mỗi người tự làm theo ý của mình, nhưng cách làm y hệt như nhau. Với ông Nguyễn Phú Trọng thì đây là hành động thường thấy trong các cuộc bầu cử nội bộ của Đảng hay bầu cử toàn dân. Tuy nhiên, hành động của ông Phạm Minh Chính thì giống như đánh bóng tên tuổi hơn là thực hiện công việc quen thuộc như ông Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 21 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng cũng được báo chí đưa tin về phát biểu của ông trong hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trọng nói về quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Ông cũng nhắc nhở cần phải quán triệt thật tốt quan điểm tư tưởng chỉ đạo của những chủ trương chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 13 đã đề ra và sẽ đề ra và tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp trong các lĩnh vực trong sạch, vững mạnh, nhất là trong công việc. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói y hệt như ông Phạm Minh Chính là chọn những cán bộ xứng đáng để bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thực sự xứng đáng, đủ sức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết của Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu giống y hệt ông Phạm Minh Chính. Thông thường trong mỗi kỳ họp,
tiếng nói của ông Nguyễn Phú Trọng được đăng tải nhiều nhất trên báo. Tuy nhiên lần này trên báo chính nhà nước, tiếng nói của ông Phạm Minh Chính đang lấn át dần. Biết rằng làm chính trị là phải đánh bóng tên tuổi, tuy nhiên việc chọn cách đánh bóng tên tuổi như thế không biết là vô tình hay cố ý. Chẳng lẽ ông Phạm Minh Chính muốn làm lu mờ tên tuổi của ông Nguyễn Phú Trọng dần đi chăng? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021 với bản tin chưa chính thức vào tứ trụ, Phạm Minh Chính đã vội ra uy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.